tầm 500 triệu đồng. Kỳ Lân trân trọng giới thiệu, đây là chiếc đồng hồ Rolex chính hãng 126300, được Kỳ Lân kích tâm đến full kim cương hoàn toàn tự nhiên. Tất cả những chi tiết đến full kim cương trên phần khóa dây, full trên dây, full trên thân của đồng hồ, nói chung là tất cả đều được đến full kim cương hột xoàn thiên nhiên, tuyển chọn từng viên một với đồ sạch đẹp nhất và những thông số đẹp nhất, chọn những viên kim cương chiếu lấp lánh và long lanh nhất để đưa vào chiếc đồng hồ Rolex chính hãng này, để cho chiếc đồng hồ trở nên đẳng cấp, sang trọng, thượng lưu. Đến với Kỳ Lân Luxury, chúng ta sẽ sở hữu ngay những chiếc đồng hồ đẹp lộng lẫy và long lanh với những chi tiết kích tâm theo yêu cầu, cũng như là những chiếc đồng hồ chính hãng độc bản. Chiếc đồng hồ này mà lên sân khấu dưới ánh đèn thì sự chiếu lấp lánh trở nên vô cùng vượt trội. Kim cương mà gặp ánh sáng thì sự lấp lánh trở nên tuyệt vời nhất. Và nếu như quý khách đang sở hữu những chiếc đồng hồ Rolex chính hãng rồi mà muốn những chiếc đồng hồ chính hãng đó trở nên lộng lẫy và đẹp đẳng cấp hơn nhiều, thì hãy liên hệ với Kỳ Lân Luxury để Kỳ Lân kích tâm theo yêu cầu những viên kim cương, những vị trí mà quý khách muốn, làm cho chiếc đồng hồ trở nên xa hoa lộng lẫy hơn và lấp lánh nhờ vào sự chiếu sáng của những viên kim cương hột xoàn thiên nhiên. Bất kỳ những chiếc đồng hồ chính hãng nào từ những thương hiệu nổi tiếng đình đám trên thế giới như là Hublot, Rolex, Patek Philippe, vân vân, hãy liên hệ với Kỳ Lân để Kỳ Lân kích tâm những chiếc đồng hồ trở nên đẹp hơn và đỉnh cao hơn. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.